Em chào mọi người nhá. Hôm nay em sẽ làm một cái video để cho các bác biết là cái đệm ở nhà các bác đang sử dụng ấy, nó bẩn đến mức độ như thế nào. Trông này thôi nhưng mà bản chất bên trong nó rất là bẩn. Đấy, hôm nay em sẽ làm video để chứng minh cho các bác xem là cái đệm mình hay sử dụng hàng ngày này, cái sofa hoặc là giường đệm thì nó rất là bẩn. Và tiện thể là em giới thiệu luôn cái máy hút bụi đệm nhé. Đây là cái máy hút bụi đệm. Dùng để hút bụi trên các cái sofa hoặc là giường. Đấy. Con này nó có chức năng là nó có thêm chế độ rung này. Đây cục rung của nó đây. Để nó đập xuống đệm này cho bụi nó bắn lên và nó hút vào. Hai nữa là nó có một cái tính năng là có cái đèn UV để khử khuẩn ấy. Đèn UV. Đấy, khi nào bật lên ấn xuống thì nó đèn này sẽ bật lên và nó sẽ khử khuẩn, một chức năng khử khuẩn. Đấy, thì hôm nay em sẽ test luôn, tiện thể test cái máy này luôn và giới thiệu cho các bác xem là cái đệm nhà các bác đang sử dụng nó bẩn như nào. Bây giờ nhá, cái phần lọc này em đã vệ sinh rất là sạch sẽ rồi. Đấy, vệ sinh rất là sạch rồi. Đây phần lọc đây, lọc của cái máy hút đây nhá, trong sạch sẽ nhá. Tháo cả cái phần lọc này ra. Đây này, em đã vệ sinh rất sạch rồi, không có tí bụi bẩn ở đâu. Tí nữa em hút xong cái sofa này của em nhà em nhé, em sẽ mở lại cho các bác xem là nó bụi kinh khủng như thế nào. Đây, bây giờ em lắp vào mà em sẽ thử luôn. Cái máy này rất hay nhé, nhiều người dùng đấy. Nhiều bác không biết đâu, nhưng mà cái này rất hay. Đấy, quay video luôn mà không ngắt video nhá. Bây giờ em bật này. Đây, khi ấn xuống là cái đèn UV nó sáng lên này. Cái sáng mình nhìn thấy được trên này luôn. Nhấc lên là nó tắt, ấn xuống là nó bật lên, bật cái đèn UV khử khuẩn đấy. Rồi, tạm thế đó nhá. Em hút chưa kỹ lắm đâu. Em làm video cho đỡ mất thời gian đâu. Đấy, bây giờ em sẽ tháo cái hộp. Cái hộp đựng rác của nó ra, các bác sẽ nhìn thấy nó bụi kinh khủng như thế nào. Đây, các bác nhìn thấy không? Rồi đây, em quay video chỗ sáng cho nó dễ nhìn. Đây, mở nắp vào cho bác xem. Thì ở ngoài đã bụi này. Cái đệm này là hôm qua em hút một lần rồi đấy. Và các bác thấy không? Đấy, kinh khủng không? Hôm qua đã hút một lần rồi nhá, mà hôm nay hút lại vẫn như này ấy.
Đây, tháo cái lọc ra cho bác xem này. Đây, thấy hình chưa? Đấy, nó là thành cái dạng như cái bột bụi luôn đấy, dày đặc luôn đấy, chứ không phải một bám một lớp trên bề mặt của cái lọc này đâu, một vết luôn. Đây, các bác thấy nó bẩn không? Nhất là cái đệm mà dạng nỉ này, nó bắt bụi kinh khủng luôn. Đấy, mấy mắt không nhìn thấy gì đâu, nhưng mà các bạn thấy, các bác thấy là hút lên này, đấy kinh khủng không? Đấy, nó không muốn gõ đây nó lại rơi ra đây này. Nhưng mà nhìn đây đã biết này, đấy, bụi nó thành một lớp dày luôn chứ không phải là một lớp mỏng ở trên đâu, trên bề mặt đâu, một lớp dày luôn nhá. Đấy mà cái này hôm qua em vừa hút một lần rồi nhá. Em thấy kinh khủng quá thì em mới làm video để cho các bác show cho các bác xem. Đấy, em hút một lần thôi em vệ sinh rồi. Mà hôm nay hút lại nó vẫn như này. Đấy mà em chỉ hút sơ thôi, không chưa hút kỹ đâu. Đấy. Đệm nhà mình là rất kinh khủng luôn. Cho nên người ta mới nghĩ ra là cái máy hút bụi đệm này là như thế. Đấy. Tiện thể là em giới thiệu luôn cái máy này nhá. Công dụng của cái máy này rất hay, nhiều người dùng cái máy này nhưng mà nhiều người không biết cái máy này. Máy này của em đang còn rất là mới nhá, gần như là 99% luôn mới. Bác nào có nhu cầu mua cái máy này thì cứ comment ở dưới video này nhá, em sẽ trả lời các bác. Đấy, hôm nay em chỉ làm video để một là review cái máy hút bụi đệm này, hai là chứng minh cho các bác là cái đệm này nó bẩn như nào. Hàng ngày mình sử dụng, nằm úp mặt xuống mới thấy là nó bụi bẩn như thế nào. Qua cái video này các bác biết đấy. Rồi, chào các bác nha. Các bác nào có nhu cầu thì cứ comment ở dưới video này nha. Chào các bác.